Thưa quý vị, tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 5 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, các cơ quan đã bố trí hơn 59.000 tỷ đồng để chuẩn bị nguồn lực tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7. Thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7, Bộ Tài chính đã đề xuất với chính phủ, đề xuất Quốc hội bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho việc tăng lương. Với cái nhu cầu là vào khoảng 59.000 tỷ đồng, thì chúng tôi đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỷ đồng. Thế còn 47.000 tỷ đồng khác thì được bố trí từ cái nguồn tăng thu mà dành cho cải cách tiền lương. Trong đó ngân sách địa phương là 27.000 tỷ đồng và ngân sách trung ương là 20.000 tỷ đồng. Chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho chính sách về tăng lương. Bộ Nội vụ cũng cho biết đang khẩn trương tiếp thu giải trình các ý kiến và trình chính phủ trong tháng 5 2023 về đề nghị quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang để đảm bảo thực hiện từ 1 tháng 7 tăng lương cơ sở từ 1,49 đến 1,8 triệu đồng.